người ấy lâm mạng chung thời tối hậu sát na tối hậu là lúc tắt hơi đã hết thở thần thức ly khai thân thể khi ấy nhất thiết chưa căng tức dài tán hoại đó là gì nơi thân thể sáu căn chẳng khởi tác dụng mắt không thể thấy tai chẳng thể nghe nhất thiết chư căn là sáu căn sáu căn mất tác dụng vì sao thức đã rời khỏi trong tâm quý vị a lại gia đã rời khỏi Mạc Na đã rời khỏi Ý thức đã rời khỏi Năm thức trước Cũng đã rời khỏi thân thể này Thức có tồn tại hay không? Tồn tại Nó rời khỏi thân thể Nhưng nó tồn tại Thế tục chúng ta gọi nó là linh hồn Linh hồn rời khỏi thân thể Khi con người chưa chết Linh hồn có thể rời khỏi thân thể hay không? Đôi khi cũng có Hiện tượng ấy được gọi là linh hồn xuất khiếu Thân thể người ấy chưa hoại Còn hít thở Nhưng linh hồn tạm thời rời khỏi thân thể Trong một khoảng thời gian ngắn Sẽ khởi lên tác dụng Có năng lực lớn hơn bình thường lìa khỏi thân thể giống như lơ lửng trong không trung người ấy có thể trông thấy thân thể của chính mình và cũng có thể thấy động tác của hết thảy mọi người chung quanh như vậy là linh hồn có thể rời khỏi thân thể chúng ta nằm mộng Mộng là linh hồn đang khởi tác dụng Chẳng phải là thân thể Mà là linh hồn đang khởi tác dụng Nói tới linh hồn Thì cũng có sự hiểu lầm Hồn có Nhưng nó quyết định chẳng linh Nói là hồn thì được Chứ nói chẳng linh Vì vậy khổng tử chẳng nói linh hồn mà gọi là du hồn Quý vị đọc kinh dịch Tinh khí di dịch Du hồn di biến Dùng du hồn để nói rất hay Chẳng phải không lão phu tử không biết Vì tốc độ hoạt động của hồn rất nhanh Nó hết sức không ổn định Giống như ý niệm của chúng ta Niệm trước việc Niệm sau sanh Điểm này tiếp nối niệm kia ở trong trạng thái ấy nên gọi du hồn là chánh xác nó chẳng thông minh nếu thật sự linh thì làm sao có thể vào trong ba ác đạo đầu thai chẳng có đạo lý ấy vào trong ba ác đạo đầu thai vẫn chưa phải là mê hoặc Điên đảo mà dạo Lầm tưởng là cảnh giới tốt đẹp Sau khi đến đó bèn bị lừa Chẳng thoát ra được Tình hình nói chung là như vậy Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Lục đạo là giới hạn Tu hành tốt đẹp Có thể sanh lên thiên đạo có thể đạt đến dục giới thiên sắc giới thiên vô sắc giới thiên nhưng chẳng thoát lìa lục đạo tu hành đến một mức công phu nhất định thật sự có một chút giác ngộ chưa phải là đại triệt đại ngộ thật sự có giác ngộ trong phật pháp bèn thoát ly lục đạo đã thoát ly lục đạo Thì chúng ta sẽ không gọi nó là linh hồn nữa Mà thường gọi là linh tánh Cách gọi này cũng chính xác Vì linh tánh Là chính mình chân thật Linh tánh như chúng ta thường nói ấy Thuộc về bốn pháp giới Chẳng thuộc trong lục đạo Ở đây sách chú giải cho biết Người sắp mất trong một sát na Sát na ấy là lúc vô cùng mấu chốt Nên lâm chung trợ niệm hết sức qua lý Sáu căn đã hư hoại Chẳng khởi tác dụng Nhất thiết thân thuộc Tất giai xả ly Người nhà quyến thuộc Chia tay quý vị Cũng là duyên phận cùng nhau tụ hợp của quý vị đã hết sau này còn có thể tiếp tục hay không điều ấy phụ thuộc duyên phận có lúc duyên phận và lúc ấy đã hết do vậy con người phải giác ngộ đức phật đã giảng rất hay về mối quan hệ giữa con người với nhau gồm bốn thứ duyên báo ân báo quán đòi nợ trả nợ đều có lúc kết thúc. Duyên ấy chẳng còn. Dù gặp gỡ, cũng chẳng nhận ra. Do vậy, nó chẳng thật là giả. Chúng ta đến thế gian này, quan hệ với mọi người là bốn thứ duyên phần ấy sau khi học phật đã hiểu rõ giác ngộ phải chuyển biến bốn thứ duyên ấy thành pháp duyên sẽ là tốt đẹp chuyển biến thành pháp duyên đó là tự độ độ người trong tương lai quý vị thành phật những người hữu duyên ấy bất luận ở chỗ nào tù tán trong khắp pháp giới hư không giới họ gặp khổ nạn khẩn cầu quý vị sẽ tiếp nhận được làn sóng ý niệm ấy họ có duyên với quý vị mà sau khi quý vị nhận được chắc chắn sẽ lập tức ứng Cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm Bồ Tát bèn ứng Quý vị sẽ đến giúp họ Đối với cảm ứng Kinh Phật đã giảng rất rõ ràng Có bốn hình thái khác nhau Hiển cảm hiển ứng Minh cảm minh ứng hiển cảm minh ứng minh cảm hiển ứng bốn thứ hình thái bất đồng trong đời quá khứ chúng ta đời đời kiếp kiếp kết nhiều duyên với chư phật bồ tát khi chúng ta gặp khó khăn tâm và miệng cầu Phật Bồ Tát gia trì Cầu Phật Bồ Tát phù hộ Phật Bồ Tát có gia trì quý vị hay không? Gia trì Có khi gia trì Nhưng ta chẳng cảm nhận được Đó là âm thầm gia trì quý vị Quý vị là hiển cảm Vì cầu Phật Bồ Tát Phật rõ rệt Bồ Tát âm thầm phù hộ quý vị Đó là minh ứng học Phật Đối với giáo lý Đã đặt đến trình độ nhất định Tức là trình độ lý giải Quý vị sẽ có thể tin tưởng Thổi đầu học rất khó Lúc mới học Hiện ứng thì biết Chứ mình ứng Kẻ ấy chẳng biết bảo là chẳng linh tuyệt đối chẳng phải là không linh vì sao bồ tát ứng mà chẳng hoàn toàn hiện ứng lại còn có minh ứng chúng ta phải hiểu điều này